Chào mọi người, đây là Minh An từ Children Discovery Museum. Rất vui được gặp lại mọi người. Mọi người có biết là Viện Bảo tàng đã được mở cửa cách đây 30 năm vào ngày 6 tháng 6 năm 1990 không? Đây là Viện Bảo tàng, phía trước của Viện Bảo tàng 30 năm trước. Và đây là Viện Bảo tàng hiện tại. Hôm nay để mà ăn mừng ngày thành lập 30 năm thành lập Viện Bảo tàng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những hình dạng phía trước, mặt trước của Viện Bảo tàng như thế nào. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bốn hình dạng cơ bản. Đó là hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác và hình tròn. Sau đó chúng ta sẽ dùng bốn cái hình dạng cơ bản này để mà lắp ráp lại, tái tạo lại cái mặt trước của Viện Bảo tàng như thế nào nha, và cùng nhau thử nghiệm với các hình dạng khác. Qua sinh hoạt này thì các em sẽ tìm hiểu và nhận dạng được bốn cái hình dạng cơ bản cũng như đặc tính của chúng, phát triển kỹ năng quan sát và nâng cao vốn liếng tự vận. Vật liệu chúng ta cần hôm nay gồm có là những cái hình này cắt ra từ giấy thủ công hoặc là những cái giấy tái chế từ những cái thành phẩm khác. Giống như là nếu quý vị theo dõi An, cái chương trình của An 2 tuần lễ về trước, thì An có hướng dẫn vẽ bằng các vật liệu giống như là bằng nĩa hoặc là bằng celery hay là bằng tay, thì An cắt ra từ những cái sản phẩm đó. Và chúng ta cần có keo hoặc là băng keo để mà lắp ráp sau này, thì chúng ta có thể cần một tờ giấy lớn hoặc là một miếng giấy lót trên bàn ăn, một giấy nhựa lót trên bàn ăn như thế này. Bây giờ các con chúng ta cùng nhau tìm hiểu trước nha. Hình này, hình vuông. Hình vuông này các con thấy nó có mấy cạnh? Đây là cạnh của hình vuông, có mấy cạnh? Cùng nhau đếm nha. 1, 2, 3, 4. Hình vuông này có 4 cạnh. Vậy các con thấy 4 cạnh này nó như thế nào? 4 cạnh này như thế nào? Nó giống nhau hay là khác nhau? Giống nhau. 4 cạnh này giống nhau hay còn gọi là bằng nhau. Vậy hình vuông có 4 cạnh. 1, 2, 3, 4, 4 cạnh bằng nhau. Bây giờ cô đố các con nè, các con tìm chung quanh các con thử, có cái nào mà có cái hình dạng, có vật dụng nào mà có hình dạng giống như hình vuông đây không? 4 cạnh bằng nhau. Tìm thử nha. À, cô tìm ra đây, cô có cái khung hình này. Khung hình này của cô có mấy cạnh nè? 1, 2, 3, 4. Và 4 cạnh này bằng nhau. Khung hình này là hình vuông. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái hình kế tiếp. Hình này. Hình này gọi là hình chữ nhật. Vậy các con thấy hình chữ nhật nó có giống hình vuông không? Giống chỗ nào? À, hình chữ nhật chúng ta cũng có 4 cạnh. Cùng nhau đếm nha. 1, 2, 3, 4. 4 cạnh. Nó có 4 cạnh giống như hình vuông. Nhưng mà nó khác với hình vuông đúng không nào? Vậy khác chỗ nào? Hình chữ nhật nó có 2 cạnh dài bằng nhau. 2 cạnh dài bằng nhau. Và nó có 2 cạnh ngắn bằng nhau. 2 cạnh ngắn bằng nhau. Hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau. Bây giờ các con thử tìm xem chung quanh các con có cái nào có hình dáng là hình chữ nhật. Ta-da! Cô có cái hộp đựng giấy. Hộp này có hình chữ nhật, đúng không nào? Đếm thử nó có 4 cạnh không? 1, 2, 3, 4. Nó có hai cạnh dài bằng nhau không? 1, 2. Và có 2 cạnh ngắn bằng nhau không? 1, 2.
Vậy cái hộp này có hình chữ nhật, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ học hình kế tiếp. Hình này có mấy cạnh? Chúng ta sẽ cùng nhau đếm nha. 1, 2, 3. Hình này có 3 cạnh. Hình chữ nhật có, hình vuông có 4 cạnh. Hình chữ nhật có 4 cạnh. Hình này, hình tam giác. Tam giác chỉ có 3 cạnh. Bây giờ, cái này mới là hay nè. Cô đố các con tìm ở trong nhà các con cái vật liệu nào, vật dụng nào mà có hình tam giác. Khó nha. Cô tìm ra được đây. Cái móc áo. Cái móc áo này có mấy cạnh? Cùng nhau đếm ha. 1, 2, 3. Cái móc áo này có 3 cạnh. Cái móc áo này hình tam giác. Bây giờ, đây, hình gì đây? Hình tròn. Đúng rồi, hình tròn. Nó có cạnh như tam giác không? Không. Nó có cạnh như hình chữ nhật không? Không. Nó có cạnh như hình vuông không? Cũng không luôn. Hình tròn này là một cái đường đi quanh, đi vòng quanh và gặp nhau. Nó đi vòng quanh và gặp nhau. Quả đây, đây là hình tròn. Hình tròn, bây giờ cô đố các con nè, nhìn chung quanh mình thử có cái nào hình tròn không? Hình tròn dễ tìm là dễ tìm hơn hình tam giác. Đây, cô có cái đồng hồ treo tường. Cái đồng hồ treo tường này là hình tròn. Nó không có cạnh mà nó có cái đường tròn đi vòng quanh. Nó có đường tròn đi vòng quanh. Đồng hồ treo tường của cô hình tròn. Đồng hồ treo tường của con hình gì? Có gì trả lời cho cô biết nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dùng những cái hình dáng này và khám phá thử cái viện bảo tàng của chúng ta nó có những hình dáng nào nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá thử mặt trước của viện bảo tàng gồm có những hình gì nha. Đây, các con thấy nó có hình chữ nhật không? Viện bảo tàng có hình chữ nhật không? Nó có một cái hình chữ nhật bự thiệt bự đúng không? Đây, cô, đây. Hai mặt, hai cạnh bằng nhau. Hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. Nó có một hình chữ nhật. Còn đây, cái cổng ra vào, các con thấy nó có hình gì? Nó có phải có hình giống hình chữ nhật không? Có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. Cô bảo ở đây, cô có một cái hình chữ nhật đây. Rồi, bây giờ, các con thấy nó có hình vuông không? Hình vuông, bốn cạnh bằng nhau. Cửa sổ, giỏi cái cửa sổ này, nó có bốn cạnh bằng nhau. 1, 2, 3, 4. Giờ cô bỏ đây nha, cái cửa sổ của mình có bốn cạnh. Là cửa sổ của mình là hình vuông. Ngoài ra, các con nhận thấy nó có hình gì nữa? Nó có hình tam giác không? Ba cạnh, 1, 2, 3. Đây, chúng ta có hai hình tam giác. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chúng ta có hai hình tam giác. Giờ cô để đây, hai hình tam giác. Vậy, museum của chúng ta ở mặt trước có hai hình chữ nhật. Một cái hình chữ nhật bự. Và cái cổng ra vào cũng hình chữ nhật. Một cái cửa sổ. Cửa sổ, đây, cửa sổ. Cô lấy ra cho thấy nha. Cửa sổ, đây, cửa sổ hình vuông. Và hai hình tam giác. Một ở trên nóc. Đây, một hình tam giác. Và một ở bên cạnh. Các con thấy, mặt trước museum, mặt trước viện bảo tàng, nó có hình tròn không? Các con nhìn thấy có hình tròn ở đây không? Không, đúng rồi, mặt trước của viện bảo tàng không có hình tròn, nhưng mà ở bên trong có rất rất là nhiều hình tròn.
Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái hình này và dùng những cái tấm mà mình học hồi nãy, mình ghép lại thành một cái viện bảo tàng ở phía trước được không? Đầu tiên hết là chúng ta sẽ có một cái hình chữ nhật. Một hình chữ nhật. Và một cái hình chữ nhật là cổng ra vào. Cô đặt đây. Ngoài ra, viện bảo tàng còn có một cái hình, một cửa sổ. Cửa sổ bà là hình gì? Hình vuông. Đúng rồi. Giờ cô đặt cái cửa sổ ở đây. Rồi còn có hai hình gì nữa? Hai hình tam giác. Đây. Cô có một cái hình tam giác ở đây. Và một cái hình tam giác ở đây. Giờ để cô mua qua đây chút để con thấy nha. Đây, thấy rõ hơn cái hình tam giác này. Và hình tam giác này. Ta-da! Đây là phiên bản của Viện Bảo tàng của chúng ta. Chúc mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện Bảo tàng Children's Discovery Museum. Với các hình dáng cơ bản như thế này, chúng ta có thể tạo ra nhiều hình dáng khác nhau. Hãy cùng các em khám phá và sáng tạo nha mọi người. Và nhớ đừng quên chia sẻ những tác phẩm của các em với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội bằng cách hashtag Purple Museum Creation hoặc hashtag Virtual Purple Museum. Chúng tôi rất muốn được thưởng thức những tác phẩm của các em. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau, cũng vào 2:30 chiều. Xin chào, tạm biệt. Bye. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên Virtual Purple Museum của chúng tôi. Nếu quý vị đang thưởng thức chương trình này, xin vui lòng xem xét đến việc đóng góp để hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi phát sóng vào mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Để được cập nhật thông tin, xin ghi tên vào danh sách email của chúng tôi. Truy cập www.cdm.org và ghi tên ngay hôm nay.